cái việc mà mọi người xì mũi quá nhiều ấy, nó không hề làm cái phần mũi của mọi người ít đi đúng không? Ôi tại sao mà đi điều trị muộn rồi nhưng mà nó vẫn cứ tái lại, hay là kiểu đi đến rất nhiều cơ sở và vẫn cứ muốn bảo hành là uy có tái mụn không, rồi điều trị xong thì bao nhiêu lâu thì nó mới bị tái mụn trở lại, có cam kết 1 năm không? Mọi người, chào mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Phạm Hà Thu. Và trước khi đến video ngày hôm nay thì mọi người nhớ phải đăng ký kênh Cửu Thu ở dưới này nhá. Vì Thu biết là nhiều khi mọi người cứ xem ý, xong rồi mọi người quên đăng ký thì sẽ không nhận được những cái video mới nhất của Thu đâu. Và cảm ơn mọi người vì mỗi lượt mà mọi người đăng ký kênh cho Thu thì lại cho Thu thêm thật nhiều video tiếp theo. Và trong chủ đề ngày hôm nay thì Thu sẽ đưa ra cho mọi người cái chủ đề đấy, chính là những bí kíp để chúng ta không bị mụn, hoặc là đi điều trị mụn rồi nhưng không bị tái mụn trở lại. Cái bí kíp đầu tiên mà Thu muốn nhắc đến đấy chính là vệ sinh. Đấy chính là khi mà mọi người nằm hoặc là áp mặt xuống gối thì mọi người sẽ thấy là nhiều khi là cái việc mà da đổ dầu trong khi ngủ này, hay là nhiều các chị em thì sau khi mà đi làm về mệt mỏi thì cũng muốn nghỉ ngơi một chút đúng không? Bằng cái việc là chúng ta sẽ ngả lưng xuống giường và chỉ cần nghỉ 5-10 phút thôi thì đã thấy là thêm rất là nhiều năng lượng rồi. Nhưng mà chính cái nơi mà chúng ta hay dùng để nghỉ ngơi như vậy thì rất dễ có nhiều vi khuẩn ở phần gối. Thế nên là cái bí kíp đầu tiên mà Thu muốn đưa ra cho mọi người trong cái việc là ngăn ngừa mụn và tránh tái lại mụn sau điều trị, đấy chính là mọi người sẽ thay cho phần ga gối định kỳ. Nếu mà mọi người có bị giới hạn trong cái số lượng ga gối mà mọi người cần thay ấy, thì mọi người có thể là lấy Thu một cái khăn to hơn khăn mặt một chút, giải vào cái phần gối mà mọi người đang nằm. Chỉ cần như vậy thôi thì mọi người đã có một cái vỏ gối rất là tiện lợi mà dễ thay đúng không? Và chính cái việc mà chúng ta sẽ giải một lớp khăn lên gối đó thì chỉ cần từ 2 đến 3 ngày mọi người sẽ giặt khăn một lần thì sẽ giúp cho chúng ta đảm bảo vệ sinh ấy, và da thì sẽ không bị lan từ những cái vi khuẩn ở dưới gối đó lên trên mặt. Và cái bí kíp thứ hai đấy chính là mọi người phải rất để ý đến cái việc làm sạch tại nhà. Có thể là có nhiều các chị em ấy, trước khi mà da của mọi người chỉ bị một vài cái con mụn ẩn thôi, nhưng mà mọi người lại bảo là vì sao mà sau khi chị làm sạch rất tốt tại nhà này, rồi dùng máy rửa mặt, rồi dùng dầu tẩy trang đến vài lần, xong rồi dùng nước tẩy trang đến vài lần, rồi dùng sữa rửa mặt đến vài lần, tức là tổng cộng mọi người kiểu cái bước làm sạch của mọi người phải lên đến chục bước, nhưng mà tại sao mà da của mọi người vẫn lên mụn và thậm chí lên mụn nhiều hơn? Thì cái gì quá nó cũng không hề tốt một chút nào cả. Và đấy chính là lý do vì sao mà Thu phải rất nhấn mạnh cho mọi người cái việc là mọi người làm sạch ở nhà nó cũng cực kỳ quan trọng trong việc là da của mọi người có bị mụn hay không. Hoặc là rất nhiều chị em ý, sau khi điều trị mụn xong ý, thì mọi người có thắc mắc là da của mọi người chỉ được một thời gian nó khỏi mụn thôi, xong rồi vài tháng sau nó lại lên mụn. Thế đến khi mà hỏi ra cái phần tẩy trang hay là phần rửa mặt tại nhà của mọi người như thế nào thì Thu thấy nó quá cầu kỳ và quá phức tạp. Và chính vì thế mà đấy có thể là một sở thích của mọi người thôi, nhưng làn da của mọi người thì không hề thích một chút nào cả. Đặc biệt thì các chị em nào đó đang bị mụn ẩn hay là đang bị mụn viêm một chút ý, thì cái việc mà mọi người cứ trà sát bằng cái máy rửa mặt này mà mọi người cho rằng rất là sạch đấy thì nó không hề tốt trên da của mọi người một chút nào. Mọi người biết không, rõ ràng là nhìn Thu không hề bị mụn đúng không, nhưng mà mọi người có tin rằng từ trước đến giờ Thu chưa bao giờ dùng máy rửa mặt cả? Có thể là sẽ trong một clip nào đấy Thu sẽ review một cái loại máy rửa mặt mà mọi người đang rất là thích. Với cương vị là một người chưa dùng máy rửa mặt bao giờ ấy, thì Thu muốn chia sẻ là từ trước đến giờ Thu chưa bao giờ dùng máy rửa mặt. Không phải vì Thu không biết đến những loại máy rửa mặt đó mà Thu không muốn trà sát quá nhiều trên làn da của mình. Và đặc biệt là ở cái thời điểm mà Thu bị mụn ẩn ấy, thì Thu cũng càng không sử dụng những cái máy rửa mặt. Vì khi mà mụn ẩn thì nó ở dưới bề mặt da rồi, và chắc chắn ấy, là những cái tác động ở cái máy rửa mặt đó, cũng như là ví dụ những cái máy rửa mặt nào mà có lông ấy, thì nó cũng không thể đi tận sâu xuống để mà làm sạch da của mọi người cả. Và cái việc mà chúng ta can thiệp quá nhiều, tẩy da chết này, xong rồi tẩy trang dầu này, và ma sát nhiều lần như vậy thì cũng sẽ khiến cho da bị tổn thương nặng nề hơn ý. Và từ đấy thì tại sao mọi người cứ thắc mắc là da lại nhiều dầu hơn này, và da lại còn bị mụn hơn trước rất là nhiều. Thì cái việc mà da bị ma sát
quá nhiều trên bề mặt ấy thì sẽ làm cho cái lớp lipid cũng như là cái sức đề kháng của trên da bị yếu đi. Thì từ đấy mọi người sẽ thấy da là dễ bị nổi mụn hơn. Cũng giống như là cái việc mà khi mà mọi người bị sổ mũi, cái việc mà mọi người xì mũi quá nhiều ấy, nó không hề làm cái phần mũi của mọi người ít đi đúng không? Mà thậm chí là cái phần niêm mạc bên trong mũi nó cũng bị tổn thương ấy. Và từ đấy thì mọi người cũng sẽ thấy là cái việc mà xì mũi nhiều ấy nó cũng không hề tốt tí nào ấy. Mặc dù là sau khi làm xong cái hành động đấy thì mọi người sẽ thấy là mũi của mọi người sẽ thấy rất là thông thoáng đúng không? Thế nên lời khuyên của Thu đưa ra ấy là khi cái da của mọi người có mụn ẩn này, và thậm chí là mụn trứng cá mà nó đã khô rồi ấy, hoặc là mã nhờn, thì Thu vẫn muốn là mọi người nếu có một cái địa chỉ tin cậy nào đó thì chúng ta sẽ đi ra để mà lấy sạch sẽ cái nhân mụn, và nhớ là chắc chắn là phải diệt khuẩn thật là tốt. Còn nếu mà mọi người vẫn chưa có một địa chỉ nào tin cậy trong cái việc là chúng ta sẽ làm sạch da, làm sạch cái mụn ẩn bên dưới bề mặt ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái sản phẩm như là BHA tại nhà. Và khi mà BHA thì Thu vẫn khuyên mọi người là sẽ dùng cái dòng nhẹ nhất, đấy chính là dòng 1% cam của Paula Choice hoặc là dòng 2% của Paula Choice. Tuy nhiên thì với hai cái dòng này thì cái thời gian đầu mà Thu sử dụng ấy thì Thu bị kích ứng với cái sản phẩm 2% BHA. Mặc dù nó là rất là nhẹ thôi, nhưng mà với cái làn da mà kiểu vẫn đang yếu của Thu ấy, thì Thu sử dụng 2% thì Thu vẫn bị kích ứng. Còn 1% thì sau một thời gian mà da Thu đã phục hồi rồi thì Thu dùng thấy khá là ổn. Thế nên là với những cái sản phẩm mà mọi người dùng tại nhà thì mọi người nhớ để ý đến cái phần trăm và cái phần tần suất của chúng ta sẽ sử dụng. Quay trở lại vấn đề làm sạch ấy, vậy thì nếu mà làm sạch dầu cũng không được rồi, máy rửa mặt cũng không được ấy, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì lời khuyên của Thu đưa ra cho mọi người mà sau khi mình đã xử lý rất là nhiều những ca mụn tại clinic, thì Thu có một lời khuyên cho mọi người, đấy chính là chúng ta sẽ sử dụng cái tẩy trang dạng nước nhé, và sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng sữa rửa mặt. Và đối với những ai mà là tín đồ máy rửa mặt ấy, thì mọi người chỉ nên sử dụng máy rửa mặt tầm từ 1 cho đến 2 lần một tuần thôi. Bởi vì Thu biết là có những bạn nghiện đến nỗi mà ngày nào cũng sử dụng 2 lần ấy, thì như thế không hề tốt một chút nào cả. Tiếp đến bí kíp thứ 3, mà bí kíp này kiểu cực kỳ đơn giản, nhưng mà Thu không biết là có đơn giản với các bạn không. Đấy chính là ngưng soi gương. Tại sao lại có cái bí kíp rất là lạ này đúng không? Bởi vì đơn giản thôi, khi mà soi gương thì mọi người sẽ thấy là mình sẽ có rất là nhiều những cái nhược điểm. Và chính vì thế mà từ gương rồi nó sẽ đến mắt đúng không? Mắt thì sẽ đến tay ấy, và lúc đấy thì tay của mọi người sẽ lúc nào cũng trong tình trạng là cậy ấy. Và cái móng tay của mọi người ấy, Thu biết là về lý thuyết thì các chị em sẽ rất là thuộc, đấy chính là trong móng tay thì có rất nhiều những vi khuẩn. Nhưng mà khi mà những cái vi khuẩn đấy nó mà vào những cái mụn viêm và những cái vết thương hở trên bề mặt da ấy, thì nó thực sự là không tốt một chút nào cả. Và chính vì cái lẽ đó mà da của mọi người sẽ viêm, sẽ bị lây lan từ mụn bên này sang mụn bên kia. Và chính vì thế mà tại sao lại có những cái trường hợp ấy, chỉ nói là em chỉ cậy vài cái thôi mà trong một khoảng thời gian là một tháng mà nó đã lan đến đầy mặt rồi. Thế nên là bí kíp thứ 3, đấy chính là mọi người đừng bao giờ soi gương khi mà mặt đang có vấn đề. Bí kíp thứ 4, đấy chính là sau khi mà mọi người điều trị mụn xong thì mọi người nên để ý đến cái sức đề kháng của da của mình một chút. Nếu mà sau khi điều trị mà da của mọi người đã thấy rất là ổn rồi, không hề bị mụn, thì Thu ưu tiên lúc đấy thì chúng ta nên phục hồi da để da có thể là khỏe khoắn trở lại này, những cái sức đề kháng, những cái lớp màng bảo vệ trên bề mặt da nó đã phục hồi trở lại. Thì sau đấy mọi người có thể sử dụng bất kỳ một cái loại dưỡng nào. Tuy nhiên ấy, với cái làn da mà đã có kiểu gọi là tiền sử với mụn ấy, hoặc là da bị quá nhiều dầu, thì mọi người sẽ ưu tiên sử dụng cái sản phẩm với kết cấu lỏng nhẹ thôi nhá. Và đừng quá cầu kỳ trong cái việc dưỡng da vào mùa hè này, vì ở mùa hè khi mà cái độ bức xạ của tia nắng mặt trời nó lên đến đỉnh điểm, thì cái việc mọi người quan tâm nhiều nhất đấy chính là sử dụng kem chống nắng, chứ không phải là chúng ta sẽ dưỡng da như thế nào. Vì bây giờ là cái thời điểm ấy mà da của mọi người rất là dễ bị mụn nếu cứ sử dụng những cái sản phẩm mùa đông. Và chính vì thế mà tại sao có những cái tin nhắn Thu vẫn nhận được, đấy chính là sử dụng BHA thường xuyên nhưng mà da vẫn dầu ấy, thì Thu khuyên mọi người là những cái việc tẩy da chết ấy, mọi người nên lưu ý lại và chúng ta sẽ cân nhắc lại cũng như là tiết chế lại trong vòng một tuần nhé. Và đặc biệt là với những cái làn da nào mà mỏng manh này, mà vừa điều trị xong ấy, thì sẽ không sử dụng những cái loại tẩy da chết dạng hạt hay là dạng scrub ấy, thì nó rất là dễ gây ra xước da, xước bề mặt da, làm tổn thương bề mặt da, và như vậy thì không hề tốt cho da một chút nào cả. Tiếp đến đấy chính là những cái yếu tố mà tác động từ bên ngoài, đấy chính là khói bụi này, môi trường này, rồi thức ăn này, thì mọi người cũng nên rất là để ý đến cái vấn đề này.
Nếu mà chúng ta biết là cơ địa của chúng ta đã bị nóng rồi mà lại còn ăn những cái đồ ăn nóng này, nhiều đường này, rồi những cái đồ ăn mà nhiều dầu mỡ ấy, thì cái tỷ lệ tái mụn của mọi người sẽ rất là cao. Còn nói đến cái vấn đề nội tiết ấy, thì Thu thực sự là cũng nên khuyên mọi người là chúng ta sẽ quên cái khái niệm này đi. Bởi vì là nếu mà vấn đề nội tiết thì với một người thức khuya nhiều như Thu này, rồi cũng hay uống cà phê này, thì chắc chắn là sẽ nổi mụn cực kỳ là không thể kiểm soát được, đúng không? Nhưng thực tế thì vì Thu làm sạch vẫn rất là tốt và Thu vẫn điều chỉnh những cái chế độ skincare tại nhà, nên là da của Thu vẫn kiểu rất là ít khi bị mụn. Và nếu mà có thì nó cũng chỉ là những cái bã nhờn thôi. Và cái này thì Thu làm sạch hàng tuần ý, là nó cũng đã rất ổn rồi. Thế nên là trên đây là những cái bí kíp mà Thu đưa ra để cho các chị em nào mà đang kiểu có vấn đề là ôi tại sao mà đi điều trị mụn rồi nhưng mà nó vẫn cứ tái lại, hay là kiểu đi đến rất nhiều cơ sở và vẫn cứ muốn bảo hành là ui có tái mụn không, rồi điều trị xong thì bao nhiêu lâu thì nó mới bị tái mụn trở lại, có cam kết 1 năm không? Thì việc cam kết trong vòng bao nhiêu lâu nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái việc là sau khi trao trả một cái nền da cực kỳ khỏe rồi, một cái nền da mà cực kỳ sạch sẽ cho mọi người rồi, thì bảo quản như thế nào, sử dụng ra làm sao, đừng dùng như phá, thì đấy là việc của các chị em đấy. Nếu mà một làn da nào đẹp thì sẽ nhìn ngay được là chủ nhân của làn da đấy là rất biết cách chăm sóc da, rất hiểu làn da của mình. Và hy vọng rằng những cái bí kíp trên đây của Thu thì cũng đã giúp cho các chị em là có thêm một cái nhìn khách quan hơn trong việc là chúng ta sẽ làm thế nào để không bị tái mụn. Và với những ai mà chỉ đang bị mụn ẩn nhẹ thôi thì cũng sẽ có một cái phác đồ hợp lý để chúng ta có thể tự xử lý tại nhà mà không bị làm mụn nhiều hơn, hay là từ mụn ẩn để thành mụn viêm. Và nếu mà mọi người thấy video này có ích thì mọi người nhớ là đăng ký kênh của Thu nhé, và cho Thu một like vào video này, và nhớ đừng quên like page Thu đây với Phạm Hà Thu để chúng ta có thể cập nhật những cái phương pháp làm đẹp mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video clip sau.